Xin chào các quý vị và các bạn, ở trong video này mình sẽ nói về cách thêm hiệu ứng cũng như là sử dụng hiệu ứng nói chung ở trong Cubase. Ở video này mình sẽ nói một cách chung chung về các hiệu ứng chứ mình không đi sâu vào từng hiệu ứng, và mình sẽ đi sâu vào từng hiệu ứng ở một cái video khác. Và trước khi để hiểu được cách thêm hiệu ứng cũng như là sử dụng hiệu ứng ở trong Cubase thì chúng ta cần phải hiểu cái luồng tín hiệu âm thanh ở trong Cubase nó sẽ diễn ra như thế nào. Giả dụ chúng ta có một track vocal giọng hát, chúng ta muốn thêm các hiệu ứng như kiểu delay, comp, compressor, amplitude hoặc là balabler thì chúng ta cần phải làm cái gì, cho vào đâu và nó phải như thế nào. Tại vì đơn giản khi các bạn không hiểu được cái tuyến đường âm thanh thì chỉ cần thay đổi số thứ tự của việc sử dụng các cái hiệu ứng, nó cũng dẫn đến sự thay đổi của việc mà mình mix nhạc ra, nó sẽ cũng sẽ bị thay đổi. Giả dụ rất có nhiều câu hỏi là tại sao chúng ta phải đặt compressor trước distortion hay là distortion hay là trước compressor, hoặc đơn giản thôi compressor trước EQ hay là EQ trước compressor, nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng khác hẳn nhau. Chính vì thế là việc các bạn hiểu được cái tuyến đường âm thanh ở trong Cubase nó đi như thế nào để các bạn sử dụng một cách hợp lý. Và để hiểu được cái tuyến đường âm thanh thì các bạn cần phải vào cái phần mix console ở đây. Ở trong phần mix console các bạn có nhìn thấy cái tuyến đường âm thanh bắt đầu đi từ gì. Thứ nhất là từ đầu vào, đúng không ạ? Các bạn có một cái đầu vào input, ví dụ với giọng hát này sẽ là Mono 2, ở với cái acoustic này sẽ là Mono 1. Input là gì? Input là khi ta nhập cái thiết bị đầu vào để thu âm thì nó sẽ là input. Và ở tiếp theo là output, tức là gửi tín hiệu ra. Thực chất cái phần routing này là chỉ là cái thông số để chúng ta hiểu được cái vấn đề là âm thanh được nhập vào qua đầu nào và nhập ra qua đầu nào để chúng ta quản lý dễ dàng hơn. Đôi khi ở phần đầu ra này, ngoài việc chúng ta gửi ra stereo out, tức là gửi ra cái check out cuối cùng đây, thì chúng ta sẽ gửi bus chẳng hạn, thì trong cái vấn đề này thì chúng ta sẽ có quản lý phần bus, ví dụ như là gửi trên link hoặc là gửi lên cái room works ở trong phần channel effect. Và tiếp theo, sau khi âm thanh qua phần đầu vào, nó sẽ tục qua một cái preamp. Preamp này có tác dụng là cường độ cái âm thanh, tức là cường độ về độ lớn của âm thanh, có gain, đúng không ạ? Có phase là để đảo chiều âm thanh, có high cut và low cut để chúng ta có thể là chủ động cắt phần low hoặc cắt phần high của cái âm thanh đó. Giả dụ như là đối với những cái nhạc cụ như kiểu là giọng hát hoặc là đàn hoặc là một số các loại đàn ở tần số cao ấy, thì thường thường người ta sẽ low cut, tức là giảm cái cắt hết cái phần âm thanh ở phần trầm đi để âm thanh trở nên sáng hơn và rõ hơn ở cái tần số nó cần. Preamp này các bạn chú ý là nó sẽ có phần low cut và high cut, mà các bạn không cẩn thận là các bạn sẽ bị chèn vào cái phần của EQ, tại vì thực chất EQ ở đây nó cũng có tác dụng low cut high cut cả, đúng không? Và âm thanh từ preamp chuyển qua phần insert. Insert ở đây mình sẽ thêm các hiệu ứng như kiểu là dynamic module, như kiểu delay, reverb, chorus, phaser, phaser, distortion, vân vân, ba la. Chúng ta có thể cho hiệu ứng ở đây. Đây là lớp hiệu ứng thứ nhất. Sau đó thì bắt đầu mới quay EQ. Đó, các bạn cần chú ý là ở phần pre này nó cũng có low cut, high cut, nó cũng là một phần của việc sử dụng EQ. Mà thực chất ra đến đây nó mới EQ. Nếu mà các bạn mà nhìn vào cái bảng bên cạnh này thì nhiều bạn sẽ bị nhầm là âm thanh chúng ta chỉnh EQ này trước, sau đó thì mới đến insert. Vì thế ở trong phần insert này nó có phần EQ, đúng không ạ? Chúng ta phải thêm EQ vào đây. Thì chúng ta phải hiểu là ở phần insert này là chỉnh ở đợt đầu, sau đó thì mới đến EQ này. Vì thế đa số mọi người sẽ phải dùng cái EQ này ạ. Nó là EQ để mình chỉnh tổng thể của cái vocal này. Các bạn hiểu là thế là được mà. Chính vì thế trong phần insert, như nhiều bạn cũng đã biết rồi, nó cũng sẽ có phần là như ở DJ chẳng hạn, đi hum là một trong những cái để bộ lọc để khử tiếng xì hoặc là từ tiếng hum trong cái âm thanh. Sau đó thì chúng ta mới xử lý EQ tổng này để cho nó cân bằng so với các track khác. Đó là một trong những cái mà để các bạn có thể hiểu được là mix nhạc thì các bạn thêm cái nào vào đâu vì lý do gì. Tiếp đến sẽ có một cái channel shift. Channel shift này thực chất là nó giống y hệt một cái bàn mixer hoàn chỉnh của mình, bao gồm có gate, có comp, có EQ. Đúng, EQ này thì nó sẽ kết hợp với cái EQ trên này, tức là hai thông số EQ này tương đương với nhau. Khi hai thông số này tương đương với nhau thì các bạn cũng sẽ hiểu vấn đề là sau khi qua pre insert thì bắt đầu nó sẽ qua cái gate, cái comp, đúng không ạ? Sau đó đến EQ. Tức là nếu các bạn sử dụng gate ở trong insert này thì việc sử dụng gate ở trong cái channel shift này hoàn toàn vô nghĩa. Đó để các bạn có thể hiểu được cái vấn đề là chúng ta đang làm gì và muốn cái gì ở đây. Đó, và tiếp tục là comp, EQ, sau đó đến tune. Các cái tune, các cái saturation, các cái DJ, ví dụ tune ở đây là tune DJ hoặc là envelope, đúng không ạ? Bạn có thể thêm vào. Đó, hoặc là not not tune. Sau đó đến mới đến phần send, tức là âm thanh nó sẽ đi một loạt ra và ra phần send. Qua phần send rồi nó sẽ tiếp tục qua một cái cúp. Cái cúp này thực chất là để gửi tín hiệu vào cái control room đây, để chúng ta có thể là kiểm soát được nhóm cũng như kiểm soát được
tổng thể của cả ban nhạc. Ví dụ như chúng ta muốn xem là cái track này hoặc là một cái nhóm nhạc này so với tổng thể nó thế nào, nó có cân bằng hay không, hay là có tốt âm thanh hay không, thì việc là cúp là chỉ chuyển chỉ là một cái để gửi tín hiệu ra ngoài để chúng ta có thể là thẩm âm nó kỹ hơn thôi. Sau đó thì âm thanh sẽ qua một cái bàn fader đúng không ạ, và ra ngoài. Khi chúng ta mix một đoạn nhạc này, chúng ta sẽ thêm hiệu ứng vào đâu? Thứ nhất, sử dụng EQ cũng là một dạng sử dụng hiệu ứng, một lại filter, một lại bộ lọc, một lại cân bằng đúng không ạ. Tiếp theo là chúng ta có insert ở đây. Insert thì các bạn có thể thêm hiệu ứng bằng cách là các bạn picture vào đây, sau đó các bạn chọn hiệu ứng bạn mong muốn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái module là distortion. Ok. Và ở phần send này mình sẽ giải thích là ở phần send này thực chất cũng là một dạng hiệu ứng. Và khi mình có phần send gửi ra ở dạng hiệu ứng, nó sẽ tạo ra một cái effect channel ở đây. Và ở trong effect channel này bạn có thể nhìn thấy trong phần insert này nó sẽ có một cái thêm hiệu ứng vào. Ví dụ ở bình thường mình hay thấy là cái reverb đúng không ạ? Đó, thì trong phần send này nó sẽ gửi tín hiệu vào cái effect channel này. Vậy thì ở phần insert này quá dễ rồi, nó là thêm hiệu ứng vào phần insert này thì chúng ta quá dễ rồi. Vậy thì phần send nó như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ giải thích phần send. Phần send này là một thuật ngữ là khi âm thanh trên bàn mixer ấy, ngoài việc nó chuyển qua tín hiệu theo một đường thẳng, tức là qua phần insert, tức là thêm hiệu ứng, thì nó sẽ đồng thời gửi thêm một dạng tín hiệu nữa vào một cái máy để tạo hiệu ứng. Mà cụ thể ở trong Cubase này người ta sẽ làm một cái check để tạo hiệu ứng, tức là ngoài việc nó gửi thêm một cái hiệu ứng bên ngoài, nó còn song song gửi thêm một cái nữa vào một cái máy hiệu ứng. Và cái máy hiệu ứng đây thì gọi là một cái check channel hiệu ứng. Các bạn cứ tưởng tượng nó là một cái máy hiệu ứng thôi đó. Và ở trong cái máy hiệu ứng này thì người ta có thể thêm tất cả cái hiệu ứng người ta mong muốn, ví dụ như room work hoặc là thêm distortion và vân vân và ba la. Ở trong này nó giống y hệt phần insert. Vậy là gì? Vậy là nó sẽ có hai luồng tín hiệu, một luồng tín hiệu là từ vocal qua insert và một luồng tín hiệu nó sẽ chia đôi gửi vào phần check hiệu ứng này và được xử lý bằng các tín hiệu ở trong cái check xử lý này. Vậy đó, khi ta play bản nhạc này, bạn có thể nhìn thấy hai cột này nó đều sáng, tức là tín hiệu ở phần vocal này nó đã gửi thêm một cái tín hiệu vào phần này nữa. Đó, giả dụ bây giờ ta vặn nhỏ cái vocal này đi và tập play, bạn có thể thấy là âm thanh không phát. Và cái phần send này đang thể hiện ở cái màu xanh lá cây, tức là nó đang ở chế độ post fader. Bạn có thể di chuyển vào đây, bạn có thể nhìn thấy là chữ pre post fader, tức là âm thanh bị chịu ảnh hưởng bởi mic. Và giả dụ như là ta bật vào chế độ pre fader, nó sẽ chuyển thành chế độ xanh dương, tức là thế nào, khi ta play lên mà ta vẫn tắt cái vocal đi, tức là âm thanh đi qua phần room work này ở chế độ màu xanh dương đây thì nó không bị chịu ảnh hưởng bởi cái volume này. Bây giờ mình sẽ bật lại cái màu xanh lá cây. Đó, và bây giờ mình chuyển lại phần màu xanh dương. Đó, tức là một cái nó sẽ chịu bị ảnh hưởng bởi cái fader và một cái sẽ không chịu ảnh hưởng. Và trong cái máy phát hiệu ứng này các bạn có thể nhìn thấy là cũng có phần insert và cũng có phần send, tức là bạn có thể là gửi gửi thêm một lần nữa và gửi thêm một lần nữa và gửi thêm một lần nữa một âm thanh nữa. Wow, cái này thì giúp cho bạn có một cái ma trận mà khá là chóng đầu. Và khi bạn thêm cái hiệu ứng vào thì bạn có thể tắt tổng thể hiệu ứng bằng cách là bạn ấn vào nút này thì tất cả các hiệu ứng ở đây nó sẽ bị tắt đi đó, và bật lên. Và chúng ta có thể tắt hiệu ứng nào chúng ta không cần thiết, ví dụ như là tắt đi là tất cả hiệu ứng sẽ bị tắt, bạn bật lên, ok. Phần E này khi bạn bấm vào phần E, bạn sẽ thấy nó mở ra cái trình chỉnh sửa của cái hiệu ứng đấy, hay còn gọi là cái plugin của cái hiệu ứng đấy mà chúng ta biết. Và khi bạn sổ này xuống, bạn có thể thấy là bạn có thể chọn một cái hiệu ứng khác. Bạn có thể xóa cái hiệu ứng này đi thì bằng cách bạn no effect, đúng không? Bạn có thể thêm hiệu ứng vào. Khi bạn mở chuột phải lên cái hiệu ứng này thì bạn có thể là copy cái setting, tức là giả dụ như là bạn có một cái check guitar này, bạn cũng có một cái distortion thế này chẳng hạn, thì bạn có thể là copy setting từ cái này sang cái này, paste setting đó. Bạn có thể là load cái preset của cái hiệu ứng ấy. Giả dụ ở trong Cubase người ta sẽ tạo ra một loạt các preset như thế này để các bạn có thể dễ dàng sử dụng hơn, đặc biệt là những cái bạn mà không biết gì ấy, thì các bạn có thể là sử dụng preset luôn cho tiện đó. Thì các bạn có thể là load preset ở đây, nó sẽ mở một cái danh sách có rất nhiều preset để bạn lựa chọn. Và khi bạn lựa chọn, bạn có thể nhìn thấy các thông số nó sẽ thay đổi theo. Bạn có thể xếp, giả dụ như bạn đã tinh chỉnh
cái preset này rồi, bạn có thể xếp preset ra đúng không ạ? Bạn có thể là default, tức là cho cái preset đấy thành trở thành mặc định mà bạn luôn luôn sử dụng. Bạn có thể là switch B setting hoặc là copy to A setting, tức là bạn có thể copy cái setting này hoặc là switch setting này sang một cái mục khác, mục B mà bạn đã chọn trước. Ở phần remote control editor, ở trong phần này thì nó sẽ kết hợp với cả cái máy control của bạn bên ngoài. Ở trong Cubase, ví dụ giả dụ các bạn mua một số các dạng máy như kiểu Luengen gì đấy của Big sản xuất, nó sẽ có cái phần kết hợp với cả cái phần này và nó cũng sẽ tương tự cái phần này. Nó cũng sẽ là một cái mạng máy để các bạn có thể chỉnh sửa được. Thực chất cái thông số này thì nó lại giống như ở trong thông số này, các bạn hãy nhìn thấy là hai cái này nó giống hệt nhau. Chẳng qua là cái này nó sẽ là trên máy để các bạn điều khiển. Bạn có thể là di chuyển nó vào trong là port fader hoặc là di chuyển vào nó vào pre fader. Như vừa nãy mình nói là port fader là bị chịu ảnh hưởng bởi cái fader và pre fader là âm thanh không bị chịu ảnh hưởng bởi cái fader. Vì thế là khi cái fader thay đổi thì âm thanh cũng vẫn đi qua, không có gì vấn đề gì cả. Nó vẫn giữ nguyên cao độ và cường độ. Và khi mình di chuyển sang phần prop fader thì lập tức nó sẽ bị chuyển xuống mục này và đã được gửi sang phần prop fader, tức là phần hậu của cái đường âm thanh đó rồi đó. Và ở trong cái phần insert này bạn có thể nhìn thấy nó bị chia thành hai luồng, một luồng là pre fader và một luồng là prop fader thế này. Ở trong phần insert này thì bạn cũng có thể là loát các preset, bạn tất vào đây bạn loát các cái effect trans preset, tức là các cái effect có sẵn mà Cubase đã làm. Ví dụ như là giả dụ mình khi mở ra bạn có thể nhìn thấy là giả dụ bạn không biết cái cách mà set cái vocoder của bạn, tức là cái giọng hát của bạn như thế nào, hoặc là set cái tiếng đàn của bạn như nào cho đúng cái bản mix của bạn, thì bạn hãy tìm trong đây. Giả dụ như là tớ tìm một cái main đúng không ạ, list main chorus, thì là lập tức nó sẽ load cho bạn một loạt các cái hiệu ứng có liên quan đến cái phần main và chorus, tức là giọng đực và của phần hát điệp khúc đó. Thì bạn hãy nhìn thấy nó thêm một loạt các cái hiệu ứng vào rồi. Và tương tự như thế ở trong phần sen, bạn có thể tắt mở cái hiệu ứng tổng thể của phần sen ở đây. Ở trong phần sen này bạn cũng có thể là tắt mở từng cái sen riêng của bạn đúng không ạ? Và ở trong này pre folder và post folder này, riêng ở phần sen này nó sẽ control theo một cách khác so với phần insert. Ở trong phần sen này nó sẽ tăng về khối lượng. Giả dụ bây giờ mình sẽ tắt tất cả hiệu ứng của phần insert lên và mình sẽ tắt hiệu ứng của phần sen, bạn sẽ nghe giọng thật. Bây giờ mình sẽ bật phần sen lên. Đó, và ở trong phần send này nó chỉ có phần gửi âm thanh ra thôi, tức là bạn sẽ gửi âm thanh ra đâu. Ví dụ như là nó sẽ gửi âm thanh vào cái FX1 Roomwork đây, tức là nó sẽ gửi âm thanh vào cái check Roomwork đây. Và để sử dụng phần send này thì các bạn cần phải tạo một cái máy để tạo hiệu ứng, như vừa nãy mình nói là ví dụ như cái check effect đây. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo một cái check effect là add effect check. Sau đó thì mình tìm sẽ tìm một cái effect, giả dụ như là mình sẽ tìm một cái effect là distortion chẳng hạn. Ok, mình nhập đầu ra đầu vào, bạn có thể để mặc định được thoải mái. Nó sẽ tạo một cái check effect y hệt như này. Và để các bạn sử dụng được cái check effect này thì các bạn cần phải vào vocoder gửi tín hiệu đầu ra vào cái distortion này. Và bây giờ mình bật nó lên. Sau đó mình sẽ tăng giảm về khối lượng. Bây giờ mình tắt cái này đi nhé. Ok, mình tắt này đi và mình để cái này lên. Và bây giờ chúng ta thử nghe thử. Đó là cách là để sử dụng được cái máy effect bên ngoài. Cái cách quản lý effect ở đầu sen này ấy, thì khi các bạn hiểu rồi, các bạn sẽ rất dễ dàng quản lý theo nhóm của hiệu ứng. Nhiều bạn hiểu rằng là cái reverb là luôn luôn cho vào phần effect channel. Đối với mình thì reverb thực chất là cũng cho vào phần vocoder được, tùy vào cái mục đích sử dụng của bạn là gì. Giả dụ như là mình muốn tạo một cái không gian chung, tại vì trong mix nhạc nó phải tạo một cái không gian chung của nhiều nhạc cụ thì mình sẽ sử dụng cái effect channel ở dưới này đó, để tạo một cái nhóm không gian chung, giả dụ như là hát, đàn guitar hoặc là trống, mình gửi chúng vào một cái không gian chung và thay đổi cái khối lượng của nó để nhằm xác định được cái khoảng cách của cái nhạc cụ đấy, cũng như là cái độ lớn của cái nhạc cụ đấy tác động lên cái tai của mình để chúng ta có thể hình dung được cái không gian. Nhưng mà tuy nhiên thì mình vẫn cứ sử dụng cái effect như kiểu room work hoặc là effect về mặt reverb ở trong phần insert, mục đích để tạo gì, tạo hiệu ứng cảm giác sợ hãi hoặc cảm giác vui tươi hoặc cảm giác là lay lay động động gì đấy thì mình sẽ cho vào đây. Chính vì thế là đôi khi các bạn đừng nhầm giữa việc sử dụng insert và sử dụng send đó, để các bạn có thể là quản lý cái phần hiệu ứng này hiệu quả hơn. Ở trong các check về hiệu ứng này thì các bạn có thể tăng giảm volume như một cái check bình thường thôi. Và bây giờ mình sẽ đi vào một cái VST cụ thể, giả dụ như là mình đang để cái distortion đây thì bạn có thể nhìn thấy ở đây là nút bật tắt hiệu ứng đúng không ạ? Khi mình bật lên tắt đi thì bạn có thể nhìn thấy là hiệu ứng đã được không sử dụng, và ở đây là nút bật tắt hiệu ứng. Tiếp
Tiếp theo là nút bypass effect, tức là bạn không sử dụng cái effect này nữa. Việc bật tắt hiệu ứng và bypass nó hai việc khác hẳn nhau. Tắt nó là tắt thẳng, nó sẽ không sử dụng trên cái hệ thống máy tính nữa. Nhưng là bypass nó chỉ là ngừng tạm thời. Read automation và while automation ghi đọc automation đúng không ạ? Switch between AB setting, tức là ở trong một cái effect này, một cái VST, một cái plugin này thì bạn có thể là chọn cái setting thứ nhất là A với cái cường độ như này. Bạn không thích thì bạn có thể là chọn sang B và bạn set một cái khác. Vì thế nó giúp cho bạn vấn đề là bạn có thể là tạo hai cái phương án so sánh cái effect đó với nhau và tiện. Tiếp theo là có thể copy A to B, đúng rồi, copy A to B mà copy B to A. Chẳng hạn như mình đang chọn A đây, đúng không ạ? Thì mình copy A to B, mà nếu mà chọn B thì copy to A, tức là chop cái setting này ngược sang setting kia thôi. Ở mục này là chọn các cái preset có sẵn. Như là bạn không biết cái preset nào, bạn chọn cái preset đấy. Ví dụ như bạn muốn tạo tiếng digipad chẳng hạn, thì bạn chọn digipad thì nó sẽ tạo một cái sóng kiểu dạng digipad cho bạn. Load preset, save preset, đúng không? Đề phòng preset, đúng rồi. Tiếp theo là add cái VST này, tức là add cái ảnh của cái VST này vào cái media rack, tức là vào cái thẻ media. Ok. Tiếp theo mục này là copy distortion, tức là copy setting này, copy load setting, load cái preset có sẵn này, switch A to B, tức là tất cả các thao tác trên này thôi, nhưng mà nó lại chuyển sang một dạng thông chữ thế này thôi. Và ở đây là các cái thông số cần gạt này. Và ở trong số một cái hiệu ứng khác thì nó sẽ có những cái mục, ví dụ như là sidechain, bạn có thể là thêm sidechain vào đây. Sidechain là gì thì các bạn có thể search trên mạng là các bạn thể tìm hiểu. Nó đơn giản là một cái công cụ mà để tăng giảm cái âm lượng cũng như là cái cường độ tác động vào cái âm thanh này bị chịu tác động bởi một cái âm thanh khác. Đó là lại như thế thôi. Giả dụ như là cái sidechain khi mình áp vào cái compressor này nó sẽ bị chịu tác động của phần output. Đó, tức là âm thanh của cái track khác nó sẽ tác động vào phần output của cái track này qua cái sidechain, tức là cái công cụ chuyển đổi. Và như vậy các bạn, mình đã giới thiệu một cách sơ qua về các bạn có thể là cho hiệu ứng vào như thế nào và cách sử dụng các hiệu ứng như thế nào ở trong Cubase. Chúc các bạn làm nhạc vui vẻ. Hẹn các bạn ở cái video sau. Nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay nhé. Xin cảm ơn các bạn.